Tối ngày 7 tháng 3 tại Nhà văn hóa khu phố Thanh Tây, Liên đoàn Lao động phối hợp với Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình thành phố Uông Bí tổ chức buổi sinh hoạt tổ công nhân tự quản kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ công nhân công ty giày da Sao Vàng chi nhánh Uông Bí, công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Uông Bí. Tại buổi sinh hoạt, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình thành phố Uông Bí đã tuyên truyền đến các nữ công nhân những nội dung như tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, nguyên nhân và cách giải quyết, cách phòng tránh bệnh lây qua đường tình dục, các biện pháp phòng tránh thai an toàn, phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh của thai nhi. Trong không khí gần gũi, chị em cũng đã cởi mở chia sẻ quan điểm về việc nên hay không nên lựa chọn giới tính thai nhi, đồng thời trao đổi thêm các vấn đề về giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Cũng tại chương trình, chị em đã hào hứng tham gia các trò chơi như đố vui có thưởng, đoán tên bài hát. Sinh hoạt tổ công nhân tự quản là một trong những hoạt động được Liên đoàn Lao động thành phố thường xuyên phối hợp tổ chức nhằm trang bị cho các công nhân lao động, nhất là nữ công nhân, những kiến thức, kỹ năng cơ bản giúp các chị thêm tự tin trong cuộc sống.